tục đi. Nó vòng quanh cáp trời này. Đây xong cộng gió ở trên thì vẫn cái quay nhá. Ra kia nó kẹp hết cả cái đầu vào kiểu cái bập kia là cái bập như kìm chết. Nguyên tắc là như kìm chết. Chắc là lâu một thời gian bao lâu thì nó phải nó đến giờ rồi nó sẽ kiểm tra nó thay chứ phải thử bôi chứ. Cái lưỡi gà mà nhựa mà anh thấy cái sắt dép nó ôm đấy cái là ôm dạng thân tròn vào cáp ấy. Hai đường hai bên của nó đường cáp tín hiệu đấy, hai cái đường nhỏ dây nhỏ hai ngoài cùng, đằng giữa là cáp điện, giữa cáp điện thì treo trên các thép cáp thép, vừa lấy tuyến vừa giữ cột và vừa treo cáp điện. Nói về an toàn và đánh giá rủi ro là đi đường bộ là vẫn yên tâm hơn chứ. Trên không rồi. Mình là cái kia của mình đi là cái là 141. 141 thì ví dụ nó khoảng 200 cái là cái này là tiêu chuẩn của nó là bao nhiêu km giờ cái này? Không quá 8 m trên giây. Phải nhân ra, nhân 3600 là 83 tới khoảng 30 km/h là không là maximum không được quá. Mà thử như này là nếu mà thử nhá, mỗi cabin này cho 6 người. 6 người này của nó là 8 tạ. 50 tấn nước, anh chính nhá, thử tải một lần là 50 tấn nước. Ừ, 100 cabin, nó là 200 cabin, 100 cabin mỗi bên 5 tạ mà. Đấy, thì anh chỉ chia ra xem bao nhiêu nghìn can nước. Các bạn đi.